Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều trải nghiệm khi đến với kênh tin tức của chúng tôi. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới sau đây nhé. Xuất hiện con trăn thành tinh rơi xuống tiệm spa sau 10 năm nằm trên trần nhà. Một con trăn nặng gần 20kg và dài 4m đã rơi xuống một tiệm spa ở Trung Quốc sau khi ẩn náu trên trần nhà suốt một thập kỷ. Vụ việc xảy ra vào chiều thứ ba tuần trước tại một khu giải trí ở Phật Sơn phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khi một nhân viên tiệm spa phát hiện một con trăn khủng giữa lúc đang dọn phòng. Chủ tiệm spa cho biết ông đã nghe thấy tin đồn về một con trăn trốn chui lũi trong tòa nhà từ 10 năm trước. Cách đây 3 năm, đội thợ xây cải tạo tiệm spa cũng tiết lộ đã nhìn thấy con trăn bí ẩn nói trên. Ông chủ đã thuê đội bắt rắn để truy tìm quái thú nhưng không thành. Tôi nghe nhiều người nói về con trăn nhưng chưa nhìn thấy nó bao giờ, ông chủ bộc bạch. Ngay khi phát hiện con trăn, các nhân viên tiệm spa đã gọi điện báo cảnh sát. Chen Gang, một sĩ quan cảnh sát tại Phật Sơn cho biết lực lượng an ninh đã mất 5 phút để bắt trọn con trăn và nhét vào bao tải. Hiện chưa rõ quái thú này bao nhiêu tuổi, nhưng trên thực tế, một số loài trăn có thể sống tới 25 năm hoặc hơn. Các chuyên gia cho rằng con trăn khủng có thể sống trên trần nhà suốt 10 năm nhờ ăn thịt chuột. Có thể nó luôn trốn trên trần nhà và thi thoảng bò xuống mặt đất. Ông Wiao, nhân viên Trung tâm Bảo vệ Động vật Hoang dã Phật Sơn cho biết, con trăn hiện đã được chuyển đến Sở Thú Trung Sơn của thành phố Phật Sơn. Sinh vật lạ nửa rết nửa rắn khiến cả làng hoang mang. Dân làng trải qua giây phút hoảng sợ vì sự xuất hiện của những sinh vật lạ nửa giống rết nửa giống rắn trên dòng sông gần khu vực sinh sống. Quái vật đó xuất hiện trên mặt nước khiến người dân ở Thái Lan vô cùng sợ hãi. Theo người dân địa phương, sinh vật này có hình dáng màu sắc như con rết nhưng to hơn rất nhiều và bơi theo đàn trên mặt nước. Lần đầu tiên trong đời, dân làng ở đây biết tới loài sinh vật này nên chưa thể đánh giá được mức độ nguy hiểm của chúng. Điều đáng nói là nơi đây vốn có nguồn nước sạch và chưa từng xuất hiện hiện tượng lạ gì. Sau khi đăng tải ảnh lên mạng xã hội, dân mạng đã có cuộc tranh cãi về sinh vật lạ này. Một số ý kiến cho rằng đó là loại mực ống dạt từ biển vào sông, cũng có người gọi nó là con rươi. Trong khi đem những ảnh này so sánh với kết quả tìm kiếm trên Internet thì đều không khớp với những suy đoán trên. Hiện các nhà khoa học truy tìm nguồn gốc của sinh vật lạ trên để người dân địa phương bớt hoang mang. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!